Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Hôm nay hàng Âu Lục Giác nhà em mới về được một ít nhá. Cái này là hàng mới, hàng chưa qua sử dụng nhá. Đây ạ, nó có 3 loại. Âu Lục Giác đây, cái hàng này. Đây, quay lại này trước nhá. Cái này là ốc M10. Em sẽ đo kích thước rõ ràng để mọi người xem. Cái này của nó M10 đây nhá. Tổng chiều dài của cái này của nó là được 30 này, tổng chiều dài là 30. Phần ren, phần ren đo được là 18 nhá. Phần ren đo được là 18 này. Đây là này, ốc M10 nhá. Hàng này hàng mới luôn đấy, hàng chưa qua sử dụng. Loại này thì giá là 70.000 một kg nhá. Bạn nào có nhu cầu mua sử dụng thì alo mua nhá. Có ít thôi ạ, không có nhiều. Còn đây là hàng inox 201 này. Inox 201 nhá, chứ không phải là 304 đâu. Mọi người xem kỹ hộ em nhá. Cái này của nó là M8 nhá. M8 giúp em này. Loại này chiều dài của nó là 24. Tổng chiều dài cả ốc là các thứ là 24 này. Phần gen. Phần gen là 15 nhá. Phần gen là 15. Đây, còn loại này thì cũng là M8 nhưng mà kích thước nó dài hơn một chút. Đây M8 giúp em nhá. Loại này tổng chiều dài của nó là 33. Phần gen đo được là hai mấy đây? 24 nhá. Phần gen đo được là 24. Còn cái này gen không nên đo được là bao nhiêu? 16. Gen của cái ngắn này là 16 nhá. Đó. Gen cái ngắn này là 15 16 này, còn cái gen của cái dài này là 24 nhá. Mọi người có thể chọn đây, nếu mà mua thì báo giúp em là ốc 85.000 loại dài 24 nhá. Và ốc 85.000 loại dài 33. 85.000 một kg loại hàng inox 201 này nhá. Hàng này hàng mới luôn, hàng chưa qua sử dụng, ốc M8. Còn M10 thì nó không phải là hàng inox đâu, mọi người lưu ý giúp em nhá. Và loại này thì là 70.000 một kg. Đây, tiếp theo sang đây nó là hàng ốc Lục Giác, hàng tháo máy, hàng đã qua sử dụng giúp em nhá. Đây, mới về được hai khay ốc như này. Khoảng tầm một tạ ốc. Hàng này nó là hàng ốc tháo máy nhá, lộn xộn như này giúp em. Đây. Lộn xộn như này nhá. Hàng ốc chuyến này về rất là đẹp. Nó sẽ có to nhỏ các thứ đủ loại. Nói chung là đa số là nó sẽ từ M8 quay về. Từ M8 quay về nhá. Thỉnh thoảng nó sẽ có các con ốc to như này. To hẳn như này, ốc từ 10-12. Nếu bác nào không thích các con ốc đấy thì báo em bỏ ra, em không có xúc vào nhá. Đây. Còn nó đa số thì nó sẽ từ M8 quay về thôi nhá. Đây này, to nhỏ thập cầm các loại, ngắn dài có đủ nhá. Em sẽ xúc như này và vui lòng xem kỹ giúp em nhá. Nên em là không có chọn ốc nhá, không có. Nó ở trong đây này, nó nhiều loại linh tinh lắm, nếu mà chọn thì rất là lâu. Nên là em sẽ xúc lộn xộn như này. Giá là 70.000 một kg. Bác nào có nhu cầu mua thì 1 kg bên em cũng có ship hàng. Số điện thoại em có ghi ở dưới phần mô tả 0975 275636. Mọi người có thể đến tại cửa hàng xem mua trực tiếp. Nếu bác nào mà đến tại cửa hàng của em được ý, thì mình có thể lựa chọn thoải mái nhá. Thích loại nào chọn loại đấy. Còn nếu mà em đã bán online, bán gửi hàng ý, thì là em sẽ không có chọn được. Nên là mọi người thông cảm nhá. Đó, ốc như hình luôn nhá, vừa về luôn đấy ạ. Chỗ này thì em quay nó hơi tối. Đây, xúc lung tung như này nhá. Đấy, rất là nhiều ốc đẹp, to nhỏ. Bác nào muốn nhiều ốc nhỏ thì bảo em, muốn nhiều ốc to thì bảo em, để em sẽ lựa em xúc cái ốc to cho nhá. Còn không thì em sẽ xúc ốc nhỏ cho. Đấy. Đó. Có nhu cầu gì thì báo em, nhưng mà vui lòng là không chọn ốc nhá. Còn đâu muốn lấy ốc to hay ốc nhỏ thì em sẽ lựa chỗ ốc to xúc. Thích ốc nhỏ em lựa chỗ ốc nhỏ. Rồi, em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn tất cả các anh các chú ở những video tiếp theo. Mọi người xem video thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới nhất bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo ạ.